đâu có bà nào ở Vũng Tàu mà cuối tuần không biết dẫn con đi đâu chơi không? Nếu mà mấy bà đang tìm một chỗ để ngồi uống cà phê, vừa tám chuyện với bạn bè mà vừa có chỗ cho con chơi, thì nhất định phải đến thử BB House một lần nha. Tôi là có thích hai cái nhà banh vận động này ghê, có hẳn hai cái nên các bé tha hồ mà chơi. Trong mấy khu vực nhà banh thì có cả cầu trượt cho mấy bé vận động, rồi có cả leo núi mô hình mini, vân vân. Cứ thấy mấy bé chơi vui lắm. Ngoài ra xung quanh khu vực các bé chơi đều có bàn ghế để cho phụ huynh có thể ngồi quan sát. Nếu vào đây là 30 cành một bé thôi nha. Ngoài ra ở đây còn có phục vụ cà phê, trà và các loại nước uống khác. Menu nước thì chỉ dao động từ 20 đến 30 cành thôi nha. Dưới tầng trệt cũng có một khu vực nhỏ để cho các bé ngồi chơi. Còn phía trên tầng thượng là khu vực ngoài trời cho mọi người ngồi uống cà phê. Quán rất là đầu tư để có trang trí Tết luôn nha. Đặc biệt là có rất là nhiều góc để cho mọi người có thể chụp hình. Về nước uống thì bọn mình có gọi một chai ua trái cây, một trà sữa kem và một trà ổi hồng chanh dây. Nước uống nhìn chung là pha không có bị ngọt gắt. Nhưng mình thì mình thích nhất là da ua trái cây. Vừa healthy mà vừa có trái cây tươi, ăn lạ lắm luôn. Cuối tuần rảnh rỗi đưa mấy bé đến đây chơi, mình vừa có thời gian rảnh rang tắm chuyện, các bé thì được chơi vui. Rồi diện đồ đến đây check in Tết là hết bài luôn. Mấy bạn nhớ lưu lại địa chỉ này rồi nhớ dẫn con đến đây chơi nhá.